Cảm ơn hãng Rimi tài trợ nón cho các thành viên câu lạc bộ tiên cá nha. Giờ đi đây là ai mà đội nón của Hàn Quốc là nhìn là biết các thành viên của Teo liền. Nón tiên cá không đi lạc được, nhìn cái nón là biết style của mấy oppa BTS Blackpink.